Ok chưa? Dạng số 1 của chúng ta đây, phương trình sin x bằng a. Vậy thì với số a như thế nào thì chúng ta sẽ có cách giải quyết ra làm sao? Cụ thể ở đây, các em chú ý này, trường hợp đầu tiên nó sẽ xảy ra nếu như chúng ta thấy trị tuyệt đối của a mà lớn hơn 1. Trị tuyệt đối của a lớn 1. Ví dụ như a có thể bằng 2 này, có thể bằng 3 này, hoặc là -2 này, hoặc là -3 chẳng hạn. Thì đối với những trường hợp đó, chúng ta kết luận luôn đó là phương trình vô nghiệm. Vì sao? Vì ở phần hàm số y bằng sin x, thầy đã giới thiệu cho các em rất kỹ rồi. Giá trị của hàm số là nằm trong đoạn từ -1 cho đến 1. Do đó nằm ngoài là phương trình vô nghiệm. Đúng chưa? Đây, lý do vì -1 nhỏ hơn hoặc bằng sin x nhỏ hơn hoặc bằng 1 với mọi x thuộc R. Do đó, nếu như phương trình của chúng ta là sin x bằng 2 chẳng hạn thì không thể tồn tại giá trị x nào. Ok chưa? Bây giờ đấy là trường hợp đầu tiên. Ngược lại với trường hợp này, tức là trị tuyệt đối của a nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì phương trình sẽ ra làm sao? Thì chúng ta sẽ có đây. Trường hợp trị tuyệt đối của a nhỏ hơn hoặc bằng 1, tức là a nằm trong đoạn từ -1 cho đến 1. Thì chúng ta sẽ giải phương trình này như thế nào? Chúng ta sẽ có đây. Phương trình sẽ có nghiệm cụ thể như sau. Nếu như a mà là một trong những giá trị này, 0 này, cộng trừ 1 phần 2, cộng trừ căn 2 trên 2, cộng trừ căn 3 trên 2, hoặc là cộng trừ 1. Đấy, a là một trong những giá trị này. Thì chúng ta có đây. Sin x bằng a tương đương với sin x bằng sin alpha với sin alpha chúng ta tính ra là bằng a. Các em chú ý nha, a thuộc những số này thì a là những giá trị đặc biệt của các góc đặc biệt mà chúng ta đã được học rồi. Ok chưa? Thì khi đó sin x bằng sin alpha thì x sẽ là gì? Chúng ta có đây. X bằng alpha cộng với k2π. Nhớ là k2π nha. Hoặc là x bằng pi trừ đi alpha cộng với k2π. Các em chú ý ở đây là nghiệm của chúng ta đưa ở dạng radian. Nếu như đưa về độ thì sẽ là x bằng alpha.